COVID-19 được xem là bệnh nghề nghiệp khi phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Đó là đề xuất của Bộ Y tế tại dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và dự thảo quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp. Dự thảo định nghĩa bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Yếu tố gây bệnh là có tiếp xúc với virus trong môi trường lao động. Dự thảo cũng nêu rõ các nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc gồm người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, phòng thí nghiệm SARS-CoV-2, lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu, lao động phục vụ cho các bệnh viện điều trị người nhiễm COVID-19, khu cách ly tập trung, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ người nhiễm tại nhà, người tham gia vận chuyển đường không, đường bộ, phục vụ người nhiễm COVID-19, khu vực cách ly điều trị, thi hài người mất do dịch, lao động tham gia khâm liệm, bảo quản, thiêu đốt, mai táng thi hài người mất do COVID-19, người lao động tham gia phòng chống dịch, phục vụ cứu trợ người nhiễm SARS-CoV-2.